Trung tâm Phát triển Công nghệ cao Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ứng dụng công nghệ nano bào chế thành công isoflavone để hỗ trợ suy giảm nội tiết tố nữ. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Washington, Mỹ, trong mầm đậu nành có chứa nhiều isoflavone. Đây chính là hoạt chất phytoestrogen có tác dụng giống với hormone nội tiết tố estrogen trong cơ thể nữ giới. Một tin vui dành cho các chị em phụ nữ là mới đây, các nhà khoa học của Trung tâm Phát triển Công nghệ cao Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano để chế tạo thành công nano isoflavone để cho ra đời viên uống nano mầm đậu nành Flagol, giúp hấp thu tối đa và đạt nồng độ cao trong máu, mang lại hiệu quả ưu việt gấp hàng chục lần các dạng chế phẩm thông thường, cải thiện các vấn đề về suy giảm nội tiết tố nữ như nám sạm da, tàn nhang, nếp nhăn, mất ngủ. Nano isoflavone 3 chuẩn ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.